Xin chào mọi người. Mọi người có thể thấy đây là chiếc Triumph Trident 660, tân binh được nhắc đến nhiều nhất trong đầu năm 2021 của nhà Triumph vừa qua. Nhanh chóng tiếp nối chiếc Twin, Trident 660 được hứa hẹn là chiếc xe bestseller tiếp theo của nhà Triumph Việt Nam khi đã sở hữu, có được cho mình hơn 100 chủ nhân trước ngày ra mắt xe ở tháng 4 vừa qua. Vậy đó là lý do để Trident 660 trở thành tâm điểm chú ý và được quan tâm nhiều đến như vậy. Đầu tiên phải kể đến phần thiết kế mới mẻ nhưng vẫn đậm chất Triumph. Từ phần tạo hình đuôi xe được vuốt cao tối giản, và những điểm nhấn thú vị ở đây là dây chắn vùng và bát biển số được tách rời, càng làm cho phần đuôi xe trở nên bắt mắt hơn. Đây cũng là một trong những xu thế thiết kế mới của thế giới được Triumph áp dụng triệt để lên chiếc Trident 660 này, tạo ra một vẻ ngoài đầy năng động, trẻ trung, gọn gàng và thu hút. Điều thứ hai có thể khẳng định là chiếc Triumph Trident 660 này hoàn toàn phù hợp với thể trạng của người Việt Nam. Ví dụ như chiều cao trung bình của người Việt Nam như tôi đây là từ 1m65 đến 1m70. Khi ngồi lên trên chiếc xe và chống chân thì cảm thấy vô cùng thoải mái. Trident sở hữu chiều cao yên là 805mm và trọng lượng ước bao gồm cả xăng nhớt là 189kg. Điều này giúp cho người chạy dễ dàng điều khiển tay lái và dễ dàng di chuyển ngay cả trong môi trường đô thị đông đúc. Tuy mang DNA của một chiếc xe hơi hướng thể thao cùng với dáng người ngồi sẽ hơi chồm về phía trước, nhưng Trident 660 đã được Triumph kết hợp một vài yếu tố classic vốn có từ những đàn anh đi trước. Đó là ghi đông được thiết kế đẩy thẳng tư thế người lái lên, vị trí gác chân hài hòa hợp lý. Và bình xăng được thiết kế dung tích lớn 14 lít được cắt gọn tinh tế, không chỉ chuẩn theo phong cách của Triumph mà còn giúp cho chân của người lái ôm sát bình xăng. Tất cả giúp điều chỉnh tư thế lái thoải mái, mang lại sự tự tin cho người lái và những điều kiện tiện lợi khi tham gia vào hành trình dài. Trident là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu khối động cơ 3 máy. Đây là khối động cơ nổi tiếng mà Triumph đã áp dụng lên những chiếc xe trước đó như Daytona, Jeep Triple, Jeep Triple, Wagon 900 hay Rocket 3, và được tinh chỉnh lại cho phù hợp với Trident với dung tích 660 phân khối. Cùng với đó là thứ tự đánh lửa 1-2-3 truyền thống, chiếc xe có thể sản sinh được công suất cực đại lên đến 81 mã lực và đạt mô men xoắn tối đa tại 64 Nm. Và quan trọng là hơn 90% mô men xoắn khả dụng sẽ rơi vào giải vòng tua từ 3.000 tới 9.000, tức là trải đều khắp giải vòng tua, giúp cho Trident có thể bứt tốc mượt mà ở mọi cấp số. Và bên cạnh đó, bô ống xả đặt một bên càng làm rõ tiếng rít gió đặc trưng của động cơ ba máy và đến âm thanh động cơ tuyệt vời. Hỗ trợ của động cơ là hệ thống tản nhiệt bằng dung dịch với thiết kế kết nước khá lớn, vừa giúp Trident có tăng khả năng giải nhiệt và hoạt động ổn định, đảm bảo độ bền cũng như sẽ giảm cảm giác nóng cho người lái khi vận hành chiếc xe. Về khung sườn, Triumph Trident 660 thừa hưởng rất nhiều những thiết kế của đàn anh roadster như là Jeep Triple. Phần góc sau to bản chịu lực tốt, tạo cảm giác đầm chắc và tối ưu hóa tổng thể trọng tâm của xe. Triumph cũng đã ưu ái lắp đặt sẵn sàng cho Trident 660 là trang bị lái hàng đầu phân khúc với thông số kỹ thuật cao. Phục trước và phục sau đều sử dụng thương hiệu Showa cao cấp. Phục trước với đường kính 41mm dạng upside down và phục đơn phía sau có thể linh hoạt điều chỉnh trước tải bằng dụng cụ đi kèm xe, giúp xe đạt được sự ổn định và êm ái tối đa ngay cả khi di chuyển ở tốc độ cao. Thắng trước và sau của Trident 660 đều sử dụng của thương hiệu Nissin. Đĩa thắng đôi bánh trước với đường kính 310mm kết hợp với hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn của Triumph tạo ra một hiệu suất phanh cực tốt cho Trident 660. Trident được trang bị bánh đúc 5 chấu vành 17 inch bằng hợp kim nhôm, tiếp tục ghi điểm về mặt thẩm mỹ với một chiếc xe có hơi hướng thể thao. Lốp trước và lốp sau được trang bị lốp Michelin Road 5 nổi tiếng, với đường kính kích thước của lốp sau lên đến 180mm, làm tăng khả năng bám đường không chỉ trong đường khô mà còn trên những cả điều kiện đường trơn trượt. Và tiếp tục nói tới một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Triumph Trident 660 đối với các đối thủ trong cùng phân khúc, đó chính là công nghệ hỗ trợ người lái đã được trang bị trên các dòng xe của Triumph và cũng đã sẵn sàng trên chiếc Trident 660 này. Đó là bướm ga điện tử Ride-by-Wire, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát độ bám đường, traction control tùy chỉnh bật tắt, kèm với đó là hai chế độ lái riêng biệt, Range và Road, giúp người lái có thể cảm thấy tự tin hơn và có thể linh hoạt tùy chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu lái xe. Hệ thống đèn full LED là ưu điểm tiếp theo của Trident 660.
Chưa kể đến đèn xi nhan thông minh sẽ tự động ngắt khi xe đã điều hướng rẽ xong và chạy thẳng. Màn hình màu CFC đa chức năng hiển thị rõ nét và chính xác những thông tin quan trọng. Khi lắp đặt thêm phụ kiện kết nối là MyTriumph, người lái có thể dễ dàng thao tác điều khiển GoPro, sử dụng GPS báo ngã rẽ, bật nhạc hay nghe điện thoại. Hiện nay, Triumph Việt Nam luôn sẵn sàng tất cả các phụ kiện bảo vệ cũng như tăng tính thẩm mỹ dành cho xe như chống đổ, bảo vệ phục, bảo vệ lốc máy, cần chuyển số nhanh quick shift, ốp chắn gió, túi dắt bình xăng, tay dắt, túi yên sau. Sau khi mua xe, các chủ nhân của Triumph sẽ nhận được ưu đãi lên đến 20% khi mua các phụ kiện, với mong muốn sẽ mang lại cho các Triumph Rider một cảm giác trải nghiệm tốt nhất, tuyệt vời nhất. Như Triumph Việt Nam đã công bố thì mức giá bán của Triumph 660 tại Việt Nam là 269.900.000 đồng cho cả 4 phối màu: xám bạc đỏ, đen nhám, đen bóng và trắng ngọc trai. Bạn cũng hoàn toàn có thể sở hữu được chiếc xe với chỉ 6.300.000 đồng một tháng khi sử dụng phương án hỗ trợ tài chính. Đây rõ ràng là một mức giá vô cùng cạnh tranh để có thể sở hữu được một chiếc mô tô cao cấp chuẩn Anh Quốc, được trang bị sẵn sàng những trang thiết bị lái hàng đầu phân khúc. Trên đây là những lý do tại sao Triumph Triton 660 đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng yêu xe và chơi xe mô tô tại Việt Nam. Triton 660 thực sự là một sự lựa chọn mới mẻ cho mô tô phân khúc tầm trung tại Việt Nam, với một vẻ ngoài cuốn hút lạ mắt, hiệu năng mạnh mẽ, thông số kỹ thuật ấn tượng và những công nghệ lái tiên tiến sẵn sàng chinh phục mọi cung đường. Triton 660 thực sự là một sự đầu tư đáng cân nhắc và là một sự lựa chọn mới mẻ cho các anh chị em biker đam mê dòng xe Triton, bắt đầu hiện thực hóa ước mơ sở hữu xe Triton. Dòng xe Anh Quốc chắc chắn sẽ mang đến cho các chủ sở hữu những trải nghiệm trên cả mong đợi.